chào quý khán giả. Mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Góc nhìn đa chiều. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, lừa đảo, tiêu dùng, thực phẩm bẩn, đó là những vấn đề nóng, ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. Mong muốn sẽ cung cấp cho quý vị nhiều góc nhìn, nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến một vấn đề hay là sự kiện nóng. Chúng tôi thực hiện chương trình này. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đề cập đến một món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ lớn đến không ngờ. Và đó là món ăn nào? Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Dạo quanh một vòng chợ Bình Tây, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, không khó để chúng tôi ghi nhận những hình ảnh này. Những gói trà bông được đóng vào những túi ni lông lớn, không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không thông tin sản phẩm. Những gói trà bông này chỉ được tiểu thương phân biệt bằng một tờ giấy viết tay giá và tên sản phẩm dán bên ngoài. Trà bông ở đây được bày bán rất nhiều loại với giá cả vô cùng đa dạng, từ vài trăm ngàn đồng một ký, thậm chí có loại rẻ đến mức chỉ vài chục ngàn đồng một ký. Thưa quý khán giả, thông thường để có được 1 ký trà bông thì cần ít nhất đó là khoảng 3 ký thịt nguyên liệu. Trong khi đó thì với giá thịt heo và thịt gà trên thị trường hiện nay vào khoảng từ 60 đến 90 ngàn đồng một ký thì cũng phải mất là từ khoảng 180 ngàn đồng đến 270 ngàn đồng thì mới có thể làm ra được 1 ký trà bông thành phẩm. Thế nhưng tại các chợ thì giá của chúng chỉ có vài chục ngàn đồng. Người sản xuất đã làm cách gì để có thể tạo ra loại trà bông rẻ đến mức bất ngờ đến như vậy? Phóng viên của chương trình đã xâm nhập hiện trường nơi cho ra đời của những loại trà bông mà chúng tôi xin tạm gọi đó là trà bông 3.0. Để tìm câu trả lời, chúng tôi tiếp tục đến một gian hàng khác ở chợ Bình Tây. Tại đây trong vai làm người bán xôi mặn, chúng tôi đã được tiểu thương này đon đã mời chào và tiếp thị những loại trà bông với nhiều mức giá khác nhau. Em mua cái loại một khoảng 70. Giờ heo nó mắc rồi, giờ giá lẻ là sao rồi? Có phải 3 bột nhiều. Thường là chắc khoảng 3-4 ký thịt mới được ký trà bông đúng không? Mua rẻ nhiều thì nó hàng nó phải bao nhiêu bột, nó nặng bột vậy nhiều, trời nhiều. Mua trăm cho nó làm nó ngon hơn. Để kiểm chứng, chúng tôi thử mua một ít trà bông giá rẻ ở chợ về. Loại này rất tơi, màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, sản phẩm có mùi khá hắc, không thơm như mùi thịt như những loại trà bông tự làm thông thường. Chúng tôi tiến hành bỏ trà bông vào trong nước. Chỉ sau một thời gian ngắn, nước đã có màu trắng đục do bột tan ra. Dùng đũa khuấy đều, dung dịch ngày càng đục và sệt. Điều đó chứng tỏ lượng bột có trong trà bông không phải là ít. Trà bông tuy không phải là một món ăn chính, nhưng đó là một loại nguyên liệu không thể thiếu trong một số món ăn như là xôi, bánh mì hay là cơm cháy chiên giòn. Và chúng ta vẫn có thể mua được những loại trà bông ngon, chất lượng và an toàn từ các cơ sở uy tín. Tuy nhiên, rất tiếc đó là không ít người bán đã vì một chút đồng lời đã khiến cho mặt hàng này chịu nhiều tai tiếng. Vậy trà bông bẩn sẽ gây hại đến sức khỏe của chúng ta như thế nào nếu như sử dụng trong một thời gian dài? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Theo thông tin từ báo chí, trong thời gian qua, những chất được trộn vào trà bông thường là đường hóa học natri cyclamat, bột mì và những loại chất bảo quản, chất phụ gia độc hại khác của Trung Quốc. Trước tình trạng này, khi người tiêu dùng ăn phải những loại trà bông trên sẽ gặp nhiều rủi ro đến sức khỏe. Cái trà bông là cái sản phẩm mà mình thấy là nó cái nguyên liệu nó không còn nguyên nữa, tức là người ta đã chế biến nó đi và người ta đã xé nhỏ nó ra thành sợi, có nghĩa là những cái thịt khi mà người ta chế biến nó ra đó mà mình bán với giá rẻ như thế thì cái nguyên liệu nó là những cái nguyên liệu mà nó không còn cái độ tươi, nó không còn cái độ an toàn trong quá trình chế biến như thế. Nó sẽ nhiễm các cái nấm mốc, nó sẽ nhiễm các cái vi sinh vật trong đó. Và cái trà bông, cái sản phẩm người ta làm ra đó, cái độ ẩm của nó còn rất là cao. Thì khi mà cái độ ẩm nó còn như thế thì các vi sinh vật nó có khả năng nó phát triển bên trong đó và nó có rủi ro nó gây cho mình ngộ độc thực phẩm. Thưa quý khán giả, không phải trà bông nào được bán ở chợ thì cũng là trà bông bẩn và kém chất lượng. Tuy nhiên, trước tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm đang ở mức báo động như hiện nay, thì việc cảnh giác trước mặt hàng siêu rẻ là một điều cần thiết. Và quý khán giả cũng nên lưu ý, đó là không mua những loại trà bông giá rẻ, không có nhãn mác, và nên mua những sản phẩm này ở những nơi có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Khi mua, quý khán giả cũng nên quan sát kỹ màu sắc của sản phẩm, và không chọn những loại quá trắng vì có thể đã dùng nhiều chất tẩy, không quá vàng do có nhiều phẩm màu. Cũng không nên mua những trà bông có vị quá ngọt bởi vì có thể đã bị trộn rất nhiều đường hóa học. Tốt nhất đó là chúng ta nên tự chế biến trà bông ở nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.